Ở phần này chúng ta sẽ tạo một cái chương trình đơn giản đầu tiên, và ta quan sát cả cái file ở trong cái project. Chương trình này nó làm cái gì? Nó sẽ đọc cái dữ liệu vào ở cái cổng B, cái port B từ B0, PB0 cho tới PB7. Thì ta đưa các cái dữ liệu vào, các cái logic state, các phím bấm này này, ta sẽ ấn cho nó để tạo thành cả cái số 01 đưa vào đây. Và ở cái port A thì ra ta điều khiển các cái đèn led cho nó sáng. Ở đây, port A. Thế thì để làm cái việc này á thì ta sẽ phải, thứ nhất là cái cổng B này phải là cổng vào, và cái cổng A thì được phải là cổng ra, đúng không? Đấy, thì ta sẽ thiết lập ở đây một cái project. Đấy, new project nhé. Này ta đã quen thuộc rồi, ta làm lại lần nữa cho nó nhỡ. Đấy, chọn cái phía trên nó Admega này. Sau đó là mình chọn cái port chip ấy, thì mình chọn đây chip chip thì Atmega 1680. Còn port ấy, thì port B là cổng vào này, còn port A là cổng ra, là mình chọn hướng này. Đấy, mình có thể cho cái này lên một cũng được, thế lúc đầu ấy, nó sẽ trạng thái một. Xong, đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cho hình ví dụ 5. Đây. Chương trình này làm cái gì? Chương trình này á là để đọc dữ liệu data từ cái cổng gì, box box p, và sau đó là gì, ghi nó ra, xuất nó ra vài vài x su box a, để đọc dữ liệu vào, đọc dữ liệu vào từ cổng B và ghi dữ liệu ra cổng A. Thì ở đây mình đã có hướng của cổng A, hướng ra này, mình đã chọn rồi này, mình không có làm nữa, nó làm sẵn cho mình rồi. Đấy, B là hướng vào này, nó chọn sẵn cho mình luôn. Bây giờ dưới này á, mình chỉ đơn giản thôi. À, khi mình làm cái này mình để cái file này, đấy, nó có cái file file C này, đấy, VD5.C này, ở đây, header này. Header ở đây, file header, về những file list file p5.asm này, về ví dụ 5.list này, .map này. Bây giờ người ta sẽ thực hiện đọc. Và để ta đọc trước cái while một này này, ta đọc trước cái while một này á, thì nó có cái điều khiển gì, nó có cái giá trị gì. Đấy, ví dụ người ta đọc là post, khai báo một cái biến đi, biến x bằng post bin bin b, đúng không? Và sau đó thì đưa cái x này ra cái cổng A là post bằng x, thế thôi, đơn giản vậy đó. Đấy, mình đọc và mình dùng bin bin b đọc kết quả lưu vào trong x, và bot sau đó đưa cái x ra cái bot a, tức là ghi ra bot a thì dùng bot nhé, đọc thì dùng bin, mà ghi ra xuất ra thì dùng bot. Những cái câu lệnh này, cái này bạn đọc vào rich data from bot b, còn cái dưới này á là vài data su post a.
X này mình chưa khai bạo đúng không? Mình chưa khai bạo ở trên này. X là kiểu này là cổng 8 bit đúng không? Vậy thì kiểu cha đi. Cha mà là Phương Nguyên á, ăn sai cha. À, Phương Nguyên Dương á, ăn sai cha. X. Đây. Bây giờ mình chạy chương trình này thì mình sẽ được cái gì? Ok, bên chị thành công này. Giờ mình chạy, chạy xong rồi đúng không? Mình nạp vào bên này. Nạp vào đây. Mình kích vào đây này. Mình chọn chỗ program file á. Đây. Mình mới vào cái chỗ của mình. Chỗ mình nó nằm ở đâu? Bên này ở C á. C này. Code version này, bài tập này. Đấy, mình 5 này. Mình sẽ chọn cái file exe5 á. Đấy. Đây file hex 5 á. Ví dụ 5.hex á. Đây. Đấy như vậy là trên FortEarth thì mình nạp bằng cách như vậy. Còn ở bên ngoài thì mình nạp bằng cái mạch nạp đấy. Chúng ta sẽ phải cọ cái mạch nạp đấy thì ta mới nạp được. Còn trên FortEarth thì ta chỉ đơn giản là ta kích vào đây này và chọn cái file vào đây. Đấy. Rồi bây giờ mình chạy này mình thấy này. Nó tất cả đầu vào bằng 0 thì đầu ra bằng 0 hết này. Đấy. Bây giờ lại cho một cái bằng 1 đi. Thì cái đầu ra nó cũng không có phản ứng. Bởi vì sao? Bởi vì mình đặt ở cái ngoài cái vòng lặp while mà phía trên vòng lặp while vô tận á, cho nên là nó chỉ chạy một lần thôi. Và nó chạy lần lúc đầu và giờ nó không chạy nữa. Không chạy nữa mình có điều khiển đây nó không có tác dụng. Đó. Mình muốn ấy là mình tắt đi chạy lại. Đó. Thì nó được. Tắt đi chạy lại thì được. Chứ còn mình để mình điều khiển này là không có được này. Đó, mình điều khiển này nó không có nhảy theo. Tại vì nó chỉ chạy một lần duy nhất ban đầu thôi, sau nó không chạy lại nữa. Cho nên là những cái tác động sau cái lần duy nhất đó thì nó không có cập nhật lại được, tại vì nó không có chạy lại. Đấy. Để khắc phục điều này á, thì ta sẽ phải cho nó vào trong cái vòng lặp vô tận này này. Đây, đưa cái này này, nó nằm ngoài này nó chỉ chạy một lần duy nhất thôi. Muốn chạy đi chạy lại nhiều lần á, tức quá trình đọc dữ liệu từ cổng B và ghi vào cổng A cứ thực hiện liên tục như vậy, thực hiện cho đến khi nào mà hết thì thôi, hết hết cuộc đời thôi. Đấy, thì mình sẽ đưa vào trong cái vòng lặp vô tận này, đưa vào đây, đưa vào giữa cái quay một này. Cái này quay một này là cái vòng lặp vô tận nhé, nó vào đây rồi là không bao giờ đi vàng nữa nhé, nó ở trong này hoài và lặp đi lặp lại hoài như vậy, là nó cứ lặp đi lặp lại, cứ đọc cùng B và ghi cùng A, đọc cùng B cùng A liên tục như vậy. Đấy. Thì bây giờ ta thử chạy chương trình này xem. Đó. Biên tập lại thì bây giờ ta chạy lại cái này, nhớ là cái file này là nó đã nạp rồi và nó vẫn là cái file đó, ta không cần nạp lại nữa nhé. Ta chạy lại. Đó. Bây giờ ta tác động này. Tác động và nó sẽ nhận có ảnh hưởng ngay. Đó. Do tắt hết này. Tắt hết này. Bật cái nào thì ta cứ bật này. Đúng không? Đây. Đó, bởi vì gì? Bây giờ nó chạy, nó lặp hoài, lặp vô tận cho nào cứ nó lặp xong rồi thì lặp lại nó thấy là ta thay đổi đây, nó đọc dữ liệu mới thì nó lại ghi lại dữ liệu mới. Rồi nó lại gì? Nó lại lặp lại nó thấy ta thay đổi. Nó đọc lại dữ liệu mới, ghi lại, cứ đọc ghi liên tục như vậy. Và vì nó đọc ghi liên tục như vậy, nên bất kỳ cái thời điểm nào ta tác động vào thì nó sẽ có cái ảnh hưởng ngay. À, và thấy cái vai trò của cái vòng while vô tận này chưa? Nếu không có cái while vô tận đấy, thì chúng ta chỉ chạy có một lần duy nhất, sau đó ta không có chạy được nữa, không tác động được nữa. Đây. Vậy chúng ta đã thực hiện đọc và ghi được một cái... đọc dữ liệu từ cổng vào và ghi nó ra và điều khiển để điều khiển một cái đối tượng ở cái cổng khác, đúng không? Bây giờ đây là ta đọc cả cổng, còn để mà ta đọc một cổng thôi, ví dụ là B.0, đó, tức là đọc cái chân đầu tiên của cái bot B.0 á, và mình ghi ra cái B.7 chẳng hạn, đó, mình phải ghi ra cái chân 7 của cổng A thì nó sẽ như thế nào? Mình, đấy. Tức là nó cho phép mình đọc từng cái chân của cổng
đọc cả cổng cũng được nhé, mà đọc từng cái chân của cổng cũng được đấy, và ghi ra một cái chân nào đó ở cái cổng cũng được, hoặc ghi vào cả cổng cũng được, cái này là tùy mình, nó cho phép. Đấy, giờ mình đang đọc ở cổng B0 mà ghi vào BA7 đây. Đó, mình đang tác động vào B0 và nó được ghi ra cái gì, BA7 D7 vào đây. Còn những cổng khác thì sao? À, mình không có thực hiện đúng không? Mình không có ghi đọc gì hết cho nó không nhận. Đấy. Mình có tác động nhưng mà nó không bị, không có ảnh hưởng. Nó chỉ có mỗi gì? B0 thôi. À, cái chương trình ta nó chỉ thực hiện ghi ở đọc ở B0 và ghi vào ở BA7 mà. Đó.